Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người lại đến một clip tiếp theo của Đậu 98 Gaming. Vậy thì sau một tuần làm việc mệt mỏi thì hôm nay chúng ta lại đến một ngày cuối tuần, đó là ngày chủ nhật, và chúng ta giải tỏa căng thẳng và nhận những món quà hấp dẫn đến từ Đậu 98 Gaming. Hôm nay mình lại tặng cánh tiếp cho mọi người, tặng cánh và những món quà các bạn yêu cầu nhé. Nói chung là mỗi hôm chỉ được hai ba cánh thôi, hôm nay chắc chỉ được hai cánh thôi. Và quà những bạn nào mà xin quà tất đây là quà pháo hoa thì mình sẽ tặng luôn trước. Còn cái cánh thì để vòng quay thì để tặng sau nha mọi người nhé. Còn bạn nào mà chưa nhập code thì mình sẽ để code dưới phần mô tả nhá. Mình sẽ để code dưới phần bình luận và phần mô tả, mọi người nhập code theo ở bên dưới nha mọi người nhé. Còn bây giờ mình sẽ vào tặng quà luôn cho mọi người nha. Yo. Xem bạn đầu tiên may mắn ngày hôm nay là bạn nào nhá. Đầu tiên bạn có tên là Dũng Takuto. À quên, Dũng tay nhỏ á, quên, sorry sorry. À, Dũng tay nhỏ, ITB Dũng tay nhỏ. Ok, bạn ấy có xin cái tất đúng không? Anh sẽ tặng cho hai cái nha. Rồi, tặng tiếp hai cái nha. Mỗi người sẽ tặng cho hai cái. Ok. Người tất người ta phải đi một đôi, giống như tình yêu phải có người này người kia chứ đúng không? Phải có trai có gái. Không lẽ là đi một chiếc cọc lệch đúng không? Rồi chúng ta sẽ đến với bạn thứ hai, có tên nhân vật là Thanh Nhung. Không tìm thấy tên luôn. Thôi lại có một bạn nữa copy sai tên rồi, lại có một bạn nữa copy sai tên rồi. Tiếp theo là đến em, tên là Trâm Anh, fan Đậu 98 Trâm Anh, lại fan hâm mộ của anh Đậu đấy. Rồi anh Đậu tặng quà em nha. Một em nhớ không đè con dậy. Rồi, hai cái. Rồi, một đôi tất đỏ nha, cực kỳ xinh xắn dễ thương. Trang trí trong nhà là đẹp tuyệt vời luôn. Tiếp theo là bạn Quân đẹp dai. Không, thường thì những người đặt tên đẹp dai thì rất chi là xấu dai. Đây là anh nói đa số nha, chứ không phải nói bạn Quân đâu nha. Đúng không? Chứ người ta đẹp trai sẵn rồi đâu cần phải người khác công nhận đâu mà ghi đẹp trai làm gì ấy, đúng không? Không, nhiều bạn thì cũng đẹp trai thật bạn ấy ghi ra. Nói là mang tiếng xúc phạm. Ok. Vậy là Quân đẹp trai cũng nhận rồi ha. Để mấy bạn tiếp theo một cái tên có ký tự đặc biệt rất là đẹp nha. Tuxi Boy. Luxy Boy. Đó, rất là đẹp. Một chiếc nữa, một đôi. Nhiều anh em comment xin có một chiếc thôi mà anh tặng cả một đôi luôn đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua phần quay cánh. Hấp dẫn nhất là phần quay cánh như này đúng không mọi người? Ok luôn. Nào, chúng ta sẽ vào phần quay cánh. Quay nào. Quay đều, quay đều. À đây, quên. Đây là từ anh dò cái comment cho hôm qua cho mọi người đã nhé. Đây, clip ngày hôm qua đây. Đây là trên này là sẽ hiện số comment của clip ngày tặng quà ngày hôm qua, 288 comment của clip ngày hôm qua nha. Để xem hôm nay ai sẽ là người may mắn trúng thưởng nhận chiếc cánh đầu tiên. Yo. Quay đều, quay đều. Huỳnh Văn Tân. Trời ơi, anh tặng em cánh thiên thần đi anh, em tên là một ký tự rất là đẹp. Mong là sẽ tìm thấy tên của em. Tên rất là đẹp nha. Đúng chưa nhỉ? Đúng rồi. Rồi, sẽ chẳng qua tặng quà cho em ha. Chiếc cánh thiên thần đúng không? Rồi, cấp 5. Tên rất là đẹp. Xin cánh thiên thần. Đây, tặng cho em biểu tượng thôi. Cheat mode này đi. Hôm nay ra Giáng sinh rồi, hôm nay ra thêm biểu tượng cheat mode rồi. Hay nhá. Chúc mừng em là người may mắn trúng thưởng ngày 19 tháng 12.
Đậu 98 game mình ghi rõ này ra cho biết kênh mình trao thưởng nha. Rồi, trao thưởng xong một bạn. Anh sẽ tặng kèm cho em thêm một chiếc tất nữa nha. Đấy. Đấy. Đấy, tặng thêm một chiếc tất để làm kỷ niệm nha. Thêm một phần thưởng ưu tiên thêm đấy. Đó. Đấy, quà tặng ưu tiên chỉ có kênh anh Đậu mới tặng ưu tiên thoải mái như thế thôi. Đã nhận cánh nhưng còn nhận thêm cả tất. Đấy. Nhưng mà mỗi tội là muốn nhận thêm chiếc tất còn lại thì ngày mai nhớ comment tên nhân vật dưới clip này để mai anh tặng thêm chiếc nữa cho đủ một đôi nhé. Cả một cách câu khách anh em phải không? Đấy, kiểu như mình tặng thường thường thì anh em này anh em nhận được cánh rồi là anh em lượn, anh em không comment nữa đâu. Đấy, nhưng mà mình tặng thêm một chiếc tất nữa để người ta thiếu một chiếc, người ta thiếu một chiếc thì ngày mai người ta lại quay lại comment để lấy nốt chiếc còn lại đấy. Nên một cách kiểu như là gọi là PR câu view đấy, đấy, đẳng cấp luôn. Rồi, chúng ta đến phần quà tặng tiếp theo nhé. Thằng này nó xin pháo hoa này, pháo hoa này, quá pháo hoa luôn. Ebejoshi đúng chưa? Sao tặng quà em nhé, hình chữ X là thế nào nhỉ? Ok luôn nè. Pháo hoa, pháo hoa, pháo hoa, pháo hoa. Rồi, tặng cho tiếp một cái pháo nữa nha. Rồi, xong một bạn. Thanh Bình. Thanh Bình 2009. Tên rất là hay ha. Em đấy có xin một cái. Viết nhanh quá nó còn loạn cả chữ luôn. Ồ. Rồi tặng chiếc đầu tiên thì mình có ghi cáp đàng hoàng cho bạn biết là mình tặng, nhưng cái sau mình cần ghi có ký tự là được rồi. Là bạn ấy hiểu là anh Đậu tặng rồi đúng không? Đâu cần ghi gì không? Kasmit. Kamit này. Xin đôi tất xanh. Ok luôn. Ok luôn. Rồi còn một bạn xin pháo này. Xin pháo này. Ok xin pháo. Bạn này một bạn đã xin cây này. Xin cây này. Ok. Bây giờ lại đến tiếp tục vòng quay cánh. Vòng quay cánh tiếp theo anh em ơi. Nào. Xem ai sẽ là người trúng thưởng tiếp theo đây. Ok, các bạn nhớ là xem clip của anh Đậu, đừng anh em nào muốn nhận quà đừng quên là comment tên nhân vật đúng nha. Phải comment tên nhân vật đúng thì mới được nhận quà được nhá. Comment đúng tên nhân vật và phần quà mình muốn nhận ở dưới phần clip bình luận nhá. Đừng quên bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh và bấm chuông thông báo để nhận thông báo những clip mới nhất. Ngày nào anh Đậu cũng tặng quà nha mọi người nhá. Ok, bây giờ mình sẽ vào quay ha. Đấy, anh em nào muốn nhận cánh thì bắt buộc phải tham gia vòng quay gian đua như này nhé. Băng Thúy Nga, Hồ Thúy Nga, quà là cánh thiên thần. Hồ Thúy Nga. Ok, Hồ Thúy Nga. Nào. Rồi, anh thấy tên bạn đấy rồi.
Cánh thiên thần, có cánh thiên thần hôm nay các bạn nhận cánh thiên thần nhiều ha. Có hôm thì nhận hai cánh ấy. Nào, Merry Christmas. Nào, đó. Chúc ghi đàng hoàng rồi nha. Chúc mừng em là người may mắn trúng thưởng ngày 19 tháng 12 tại kênh Đậu 98 Gaming đấy. Chúc em Giáng sinh vui vẻ đấy. Ok chưa? Pum, tặng tiếp nốt chữ tất còn lại ha. Chữ tất xanh rồi, lần này tặng tất xanh cho nó cọc một cọc đi. Ok luôn nhá, anh Giọng tặng quà uy tín chưa? Quá uy tín luôn nhá. Bạn hai bạn nhận được quà nhớ comment là em đã nhận được cánh rồi, hay là nhận quà em đã nhận được đôi cánh rồi ở dưới comment cho mọi người biết là anh Đậu không có lừa đảo nhá. Lắm anh em comment mà comment lừa đảo, nói tặng cánh mà không tặng cánh đấy. Không phải là không tặng, không phải không tặng mọi người là anh Đậu không tặng cánh, bởi vì phải đã phải tham gia vòng quay random trúng người nào mới được đúng không? Các bạn cứ không nhận được cánh là anh Đậu lừa đảo à, đúng không? Luật chơi đã gia hạn rồi nhá, muốn muốn nhận cánh thì bắt buộc phải tham gia vòng quay random, đấu tranh với những bạn còn lại đúng không? Ai hên hơn người đấy được, đúng không? Ok, anh Đậu dừng clip tại đây nha. Chúc mọi người một buổi chiều vui vẻ, một buổi cuối tuần vui vẻ bên gia đình và mọi người nhé. Bye bye.